Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Khỏe để sống vui. Ở vâng thưa quý vị, là sau đợt dịch Covid-19 thì đậu mùa khỉ là căn bệnh truyền nhiễm tiếp theo khiến cho nhiều người quan tâm và lo lắng. Để giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về căn bệnh đậu mùa khỉ, vị cường sẽ được trân trọng giới thiệu sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hải Ninh là trưởng khoa nội tổng hợp bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương. Xin cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. xin kính chào quý vị khán giả, chào MC Việt Cường. Gần đây thì chúng ta thấy là Bộ Y tế cũng đã phát đi những cái thông báo cảnh báo về căn bệnh động mùa khỉ rồi khi mà động mùa khỉ đã chính thức xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua với ca bệnh đầu tiên. Vậy thì bác sĩ có thể cho chúng tôi biết thông tin cụ thể về tình hình căn bệnh này ở trên thế giới cũng như là sự xuất hiện của nó ở Việt Nam thì nó đe dọa như thế nào đối với sức khỏe của người dân chúng ta? Thật ra thì bệnh đậu mùa khỉ cũng đã được báo cáo khá là lâu trên thế giới, à, từ khoảng à, những năm 1958 à, thì ca bệnh đầu tiên đã được à, báo cáo tại châu Phi. À, tuy nhiên phải đến thời gian gần đây à, thì khoảng từ tháng 5 của năm 2022 à, khi mà xuất hiện rất là nhiều ca bệnh tại nhiều nước ngoài cái khu vực châu Phi, tức là à, tại khu vực châu Âu rồi châu Mỹ à, thì đã dấy lên mối lo ngại trên toàn thế giới và đặc biệt là từ tháng 7 của năm 2022 thì tổ chức y tế thế giới đã nhận định đây là một vấn đề sức khỏe khẩn cấp trên phạm vi công cộng trên toàn thế giới và từ lúc đó thì cũng đã dấy lên mối quan ngại tuy nhiên là chủ yếu tại khu vực châu âu châu mỹ nhưng từ khoảng tháng 8 tháng 9 khi mà xuất hiện tại các cái quốc gia ở khu vực châu Á và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam cũng đã giới lên rất là nhiều hồi chuông cảnh tỉnh về căn bệnh này và đặc biệt là gần đây thì quý vị khán giả cũng biết là chúng ta đã ghi nhận căn bệnh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh đây là một trường hợp đi du lịch từ nước ngoài trở về Việt Nam xuất hiện các cái triệu chứng bệnh và đã được làm giải trình tự gen để khẳng định chắc chắn đây là một trường hợp nhiều diễn động mùa khỉ đầu tiên được báo cáo và ghi nhận tại Việt Nam. Dạ, yeah. tôi được biết là sau khi mà sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố ca bệnh đầu tiên về động mùa khỉ thì ngay lập tức Bộ Y tế cũng đã có cuộc họp và để đưa ra những chỉ đạo ban đầu. Vậy thì định hướng của Bộ Y tế trong việc là chúng ta đối phó với căn bệnh động mùa khỉ này như thế nào, thưa bác sĩ? Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì cũng là một trong những cái đơn vị mà được tham gia các cái buổi họp đầu tiên của Bộ Y tế về tình hình động mùa khỉ tại Việt Nam thì bản thân Bộ Y tế cũng nhận định rằng chúng ta không thể trốn tránh được căn bệnh này với cái tình hình du lịch rộng mở như hiện nay chắc chắn là chúng ta xác định rằng căn bệnh này sẽ xâm nhập vào Việt Nam và thực tế thì chúng ta cũng đã ghi nhận cái trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại Việt Nam Bộ Y tế cũng khẳng định rằng là chúng ta không ngăn sông cấm chợ không tiến hành các cái rào cản về thương mại du lịch mà sẵn sàng vẫn tiếp tục mở cửa chỉ có điều chúng ta làm thế nào để thích ứng kịp thời với tình hình của bệnh động mùa khỉ Chúng ta cũng xác định rằng bên cạnh cái việc mà phòng chống rất là quan trọng Thì cái việc mà chúng ta tiếp cận điều trị cho bệnh cũng là những cái vấn đề mấu chốt Để một là ngăn chặn không bùng phát những cái trường hợp dịch ổ dịch lớn và cái thứ hai là nếu trong trường hợp có các bệnh nhân mắc bệnh thì chúng ta hoàn toàn có thể khống chế kịp thời và điều trị hiệu quả để hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong. À, khi mà chúng ta nhắc đến bệnh đậu mùa thì đây là một cái căn bệnh đã quen thuộc từ trước đến nay rồi. Thế nhưng đậu mùa khỉ thì ngoài việc là chúng ta biết xuất phát từ châu phi ra, thì những cái nguyên nhân khiến cho đậu mùa khỉ vẫn còn bị mơ hồ vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ nguyên nhân của bệnh đậu mùa khỉ hiện nay là như thế nào? À, về căn nguyên gây bệnh thì tất cả chúng ta đều biết là đây là một con virus à, cùng họ với đậu mùa tuy nhiên là à, nó cũng khác biệt về chi à, và tên của nó là smallpox à, thì là bệnh à, đậu mùa và monkeypox là bệnh đậu mùa khỉ. Vì sao mà bệnh còn khá là mơ hồ? Thật ra thì đối với à, cả thế giới trước đây thì bệnh cũng chỉ tập trung ở khu vực châu phi căn bệnh nó chỉ mang tính chất là nhỏ lẻ tuy tuy nhiên khi mà lan tràn ra cả thế giới thì hiện tại đã thu hút được sự quan tâm của rất là nhiều nhà khoa học và vẫn đang tiếp tục nghiên cứu chúng ta cũng chưa có những cái thuốc điều trị cụ thể đặc hiệu đã được phê duyệt để đưa vào sử dụng cơ chế bệnh sinh sâu hơn thì vẫn đang tiếp tục nghiên cứu vì vậy để có một cái câu trả lời chính xác về tất cả những cái liên quan đến bệnh thì chúng ta hoàn toàn chưa có tuy nhiên chúng ta cũng đã có những cái hiểu biết ban đầu nhất định làm thế nào để có thể phòng chống được bệnh cơ chế lây truyền của bệnh như thế nào vâng thưa bác sĩ vậy thì đối với căn bệnh đậu mùa khỉ này thì cái cơ chế lây lan như thế nào bác sĩ có thể chia sẻ hay không à, đậu mùa khỉ thì lây thứ nhất là qua cái tiếp xúc trực tiếp với những người mắc bệnh à, thì những cái tổn thương ở trên da à, những cái mụn nước ở trên da những cái mụn mủ ở trên da là có chứa virus và có khả năng lây lan qua cái đường tiếp xúc trực tiếp thứ hai là có thể lây qua các cái giọt bắn tức là lây qua đường hô hấp khi mà tiếp xúc gần với những cái người nhiễm bệnh và thứ ba là có thể lây qua đường quan hệ tình dục Tức là thật ra nó cũng là tiếp xúc trực tiếp với các cái chất dịch của cơ thể có chứa virus Và thứ tư là có thể lây truyền từ mẹ sang con khi mà mẹ nhiễm bệnh Thì có thể lây cho bào tai Ngoài ra thì có một số các cái con đường lây truyền khác hiếm gặp hơn Mà các nhà khoa học cũng đang nghĩ đến trong quá trình nghiên cứu Để khẳng định chắc chắn hơn về các cái cơ chế lây truyền của động mùa khỉ với cái cơ chế lây lan như vậy thì không biết là Động mùa khỉ có dễ dàng bùng phát thành dịch như COVID-19 hay không thưa bác sĩ? À, hiện nay nhận định của các nhà khoa học thì thấy rằng là đậu mùa khỉ không dễ dàng bùng phát thành dịch uh, hoặc là đại dịch như là COVID-19 bởi vì cái việc lây truyền của COVID là lây qua đường hô hấp, lây qua uh, không khí thì nó sẽ dễ lây truyền hơn. Uh, còn đối với động mùa ở khỉ hiện tại chủ yếu nhất, cái cơ chế lây truyền gặp nhiều nhất vẫn là lây qua tiếp xúc trực tiếp với uh, chất dịch của người bệnh hoặc là các cái đồ dùng như là chăn, ga quần áo có chứa virus à, vì vậy mà à, hiện nay à, tổ chức y tế thế giới nhận định rằng độ mùa khỉ à, chưa có khả năng bùng phát thành đại dịch giống như là covid 19. Vâng quả thật là đây là một cái tín hiệu cũng rất là vui đúng không đáng mừng cho chúng ta kể từ khi mà vượt ra khỏi châu phi và xuất hiện tại một số quốc gia kể cả mỹ hay là châu âu đều tỏ ra rất là lo ngại trước sự xuất hiện của căn bệnh đầu mùa khỉ và tôi rất là muốn bác sĩ thông tin đến quý khán giả là cái mức độ nghiêm trọng của độ mùa khỉ ra sao? À, thật ra thì khi mà bệnh xuất hiện ở khu vực châu phi à, thì tỷ lệ tử vong ghi nhận ở à, giao động xung quanh khoảng 10 đến 15%. À, tuy nhiên là khi lan rộng ra các quốc gia khác à, thì cũng rất là may mắn là đã thấy rằng tỷ lệ tử vong không quá cao chỉ dao động xung quanh khoảng 3 đến 5%. Và cái thứ hai nữa là thật ra thì bệnh à, gây nặng chủ yếu trên những cái cơ địa suy giảm miễn dịch à, như là những cái người mắc các bệnh lý nền về à, tăng huyết áp tiểu đường à, còn đối với những cái người khỏe mạnh à, thì thường là chỉ có các cái triệu chứng và sau đó thậm chí là chưa cần sử dụng các cái thuốc điều trị đặc hiệu à, thì cũng đã có thể lành bệnh được thì đấy cũng là những cái mà các nhà khoa học đang cảm thấy rằng khá là may mắn. À, tuy nhiên trước cái bài học của COVID thì chúng ta cũng có rất là nhiều lo ngại à, những cái biến thể mới rồi những cái à, thay đổi về cấu trúc của virus à, thì chúng ta vẫn còn chưa có được những cái hiểu biết nhất định. À, vì vậy mà chúng ta vẫn cần thận trọng à, giảm tối thiểu của cái sự lây truyền của bệnh để từ đó mà có thể ngăn chặn được cái sự phát tán các cái ổ dịch và ngăn chặn được cái tỷ lệ tử vong thấp nhất như bác sĩ vừa chia sẻ thì bệnh này dễ mắc trên những cái đối tượng là bệnh nhân có bệnh lý nền vậy thì không biết là còn những cái đối tượng nào khác nữa hay không thưa bác sĩ bệnh cũng có thể nặng ở phụ nữ mang thai hoặc là trẻ nhỏ đặc biệt là ở nhóm phụ nữ mang thai thì bệnh còn có nguy cơ nguy hiểm hơn bởi vì khi người mẹ mang thai mắc độ mùa khỉ thì có thể lây sang em bé lây sang thai nhi đặc biệt là trong quá trình chuyển dạ và sinh con vì vậy mà những cái nhóm này là những cái nhóm cần được quan tâm đặc biệt khi mà chúng ta nhắc đến đậu mùa khỉ thì nhiều người cũng đang băn khoăn là không biết giữa thủy đậu và đậu mùa khỉ có liên quan với nhau hay không bác sĩ và làm sao chúng ta phân biệt được hai cái căn bệnh này khi mà cái triệu chứng mắc của hai bệnh này nó cũng khá là giống nhau ạ à. À, thật ra thì thủy đậu và đậu mùa khỉ về mặt căn nguyên gây bệnh là hoàn toàn do hai chủng virus khác nhau tuy nhiên bệnh cảnh lâm sàng thì lại tương đối giống nhau à, tức là người bệnh cũng sẽ có biểu hiện sốt à, rồi có những cái nổi phỏng nước ở, ở trên da à, tuy nhiên là à, thủy đậu thì là một cái bệnh mà chúng ta đã gặp rất là nhiều còn đậu mùa khỉ thì là một cái căn nguyên gây bệnh rất là mới các cái bác sĩ mà chuyên sâu về à, lĩnh vực truyền nhiễm à, thì có thể phân biệt được các cái ban phòng của you hai cái loại bệnh này tuy nhiên là người dân thì cũng rất là khó để có thể phân biệt được chúng ta chỉ có thể ghi nhận là ban phòng nước ở ở trên da tuy nhiên cái việc chẩn đoán phân biệt hai bệnh này đối với các bác sĩ thì tương đối là dễ và chúng ta cũng đã có những cái xét nghiệm có thể giúp khẳng định chắc chắn căn nguyên gây bệnh vì vậy nếu như quý vị khán giả mà có các cái triệu chứng về sốt và nổi phỏng nước trên da thì nên đến ngay các cái cơ sở y tế để được lấy các cái bệnh phẩm làm xét nghiệm và có thể giúp chẩn đoán xác định được là quý vị mắc thủy đậu hay là đậu mùa khỉ và về mặt điều trị thì hai bệnh này cũng có cái cách điều trị nó hoàn toàn là khác nhau tiếp cận sớm với điều trị là vấn đề then chốt để chúng ta có thể tránh được các cái biến chứng nặng hơn vâng thưa bác sĩ hiện nay thì rất là nhiều người băn khoăn là cái bệnh đậu mùa khỉ này đã có vaccine hay chưa và liệu rằng là bệnh này có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không và nó có để lại những cái di chứng gì nguy hiểm hay không tính đến thời điểm hiện tại thì tổ chức y tế thế giới chưa công nhận bất kỳ một vaccine nào là vaccine có thể phòng được đậu mùa khỉ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì tổ chức y tế thế giới cũng đưa ra những khuyến cáo những người đến các cái khu vực mà đang có dịch lưu hành thì có thể sử dụng vaccine đậu mùa vì là người ta cũng thấy rằng là khi mà tiêm vaccine đậu mùa tuy rằng là không ngăn chặn được cái khả năng mắc bệnh nhưng nếu mắc bệnh thì nó cũng nhẹ hơn rất là nhiều và không có nguy cơ tiến triển đến tử vong còn các nhà khoa học thì cũng đang tập trung rất là nhiều công sức trí tuệ và hy vọng rằng trong một thời gian sớm nhất thì chúng ta cũng đã có thể có được vaccine phòng độ mùa khỉ giống như là vaccine covid cũng đã ra đời trong một khoảng thời gian rất là ngắn và về mặt cơ chế nói chung thì tất cả các cái bệnh mà có vaccine thì đều có thể phòng được bệnh có thể là chưa có thể phòng hoàn toàn cái việc mắc bệnh nhưng chắc chắn là sẽ giảm được nguy cơ tiến triển nặng cũng như là nguy cơ tử vong do các cái căn nguyên đó và bác sĩ có thể cho cái lời khuyên là nếu như là chúng ta bị nghi ngờ phát hiện là chúng ta bị mắc đậu mùa khỉ thì người bệnh cần phải làm gì đầu tiên hay không à, đầu tiên thì đối với tất cả các cái bệnh là bệnh truyền nhiễm thì cái hàng đầu là tất cả những người nghi ngờ mình mắc bệnh nên chủ động cách ly hạn chế tối đa tiếp xúc với những người xung quanh. À, đấy là cái cách mà chúng ta không chỉ bảo vệ được cho à, bản thân mình mà còn là bảo vệ cho cả cộng đồng nữa, bảo vệ được cho những người thân của chúng ta. À, tiếp theo là hãy đến các cái cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức à, để được chẩn đoán xác định, cách ly và điều trị kịp thời. Cái này nó không chỉ là à, bảo vệ được cho cá nhân của những người mắc bệnh mà còn là bảo vệ được những người thân trong gia đình và rộng lớn hơn là bảo vệ được cho cả cộng đồng dạ vậy thì còn cách phòng tránh thì như thế nào bác sĩ bác sĩ có những cái lưu ý gì cho quý vị khán giả để chúng ta phòng tránh được cái căn bệnh đậu mùa khỉ này không đối với đậu mùa khỉ thì cái việc phòng tránh bệnh hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách lây truyền chúng ta cũng biết rằng là bệnh lây truyền thông qua tiếp xúc vì vậy mà tất cả những cái đồ dùng của những người nghi ngờ mắc bệnh hoặc được khẳng định mắc bệnh thì nên được xử lý theo cái cách tiệt trùng phù hợp để tránh gieo rắc bệnh ra môi trường xung quanh một cái nữa mà cũng rất là quan trọng đấy là cái việc mà hạn chế tiếp xúc bởi vì chúng ta cũng biết là bên cạnh cái việc lây truyền trực tiếp tức là cần phải tiếp xúc mới có thể lây được thì bệnh vẫn có thể lây qua đường hô hấp tức là có thể lây qua các cái giọt bắn rồi những cái dịch tiết của cơ thể chứa virus thì cũng có thể lây bệnh và một cái nữa là chúng ta thậm chí còn nguy hiểm hơn là có thể lây truyền từ mẹ qua bào thai vì vậy mà đối với cái việc phòng tránh lây bệnh thì cái quan trọng nhất là tránh tiếp xúc tuyệt đối với những người mà nghi ngờ mắc bệnh hoặc là đã được khẳng định mắc bệnh và bản thân những người mà nghi ngờ mình đang ở trong giai đoạn mắc bệnh thì cũng nên chủ động cách ly với những người xung quanh và đến ngay các cái cơ sở y tế để có thể điều trị kịp thời. Vâng hy vọng là qua cái phần chia sẻ vừa rồi thì quý vị và các bạn có thêm một cái nhìn cận cảnh hơn về căn bệnh động mùa khỉ hiện nay và ở mỗi chương trình thì bên cạnh cái phần là giao lưu trực tiếp tại trường quay thì chúng tôi cũng dành một phần thời lượng để có thể là đề cập đến những câu hỏi mà quý vị và các bạn đã gửi về cho email của chúng tôi ở địa chỉ là khỏe để sống vui amoc@gmail.com. Khán giả có địa chỉ email annguyen 02 agmail com gửi câu hỏi như sau: khi người mẹ đang cho con bú được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ thì có thể tiếp tục cho con bú sữa mẹ hay không thưa bác sĩ? Rất là nhiều các cái nghiên cứu cũng như là khuyến cáo đã được đưa ra tạm thời trong giai đoạn mà người mẹ đang mắc bệnh động mùa khỉ cấp tính thì hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc với con bởi vì là những cái nốt phỏng dịch ở trên da là chắc chắn nó có chứa virus và khi tiếp xúc với trẻ nhỏ đang ở trong cái độ tuổi là còn bú mẹ tức là hệ miễn dịch của trẻ nó chưa có phát triển hoàn thiện thì nguy cơ lây bệnh cho con rất là nhiều vì vậy cái khuyến cáo tại thời điểm hiện nay là người mẹ đang trong giai đoạn mắc động mùa khỉ cấp tính thì nên tránh tiếp xúc với con và cái việc cho bú là cái việc mà không được khuyến cáo. Tuy nhiên, uh, sữa mẹ có chứa đậu mùa khỉ, có chứa virus gây bệnh đậu mùa khỉ hay không uh, thì đến thời điểm hiện tại vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Uh, nếu như virus có chứa trong sữa mẹ thì cái khuyến cáo đưa ra là người mẹ tuyệt đối không cho con bú sữa, còn nếu như mà trong sữa mẹ không chứa virus thì người mẹ tuy không tiếp xúc với con nhưng vẫn có thể vắt sữa và đưa cho người khác để cho con bú sữa vì thế với những cái hiểu biết của khoa học đến thời điểm hiện tại thì khuyến cáo được đưa ra là người mẹ nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc với con và vẫn chưa nên cho trẻ bú sữa mẹ trong thời điểm hiện tại Tuy nhiên là những cái thông tin về bệnh thì nó hoàn toàn là cập nhật liên tục và hoàn toàn là có thể thay đổi vì vậy những cái gì mà hôm nay tôi chia sẻ với quý vị khán giả thì có thể một vài tuần tới một vài tháng tới đã có thể thay đổi rồi vì vậy rất mong quý vị dành thời gian xem các cái thông tin được cập nhật. Khán giả có địa chỉ Facebook Khánh Lê hỏi. Tôi nghe nói bệnh đậu mùa khỉ sẽ để lại những nốt sẹo. Điều này có đúng hay không và làm sao để khắc phục được tình trạng đó thưa bác sĩ? đúng là bệnh đậu mùa khỉ sẽ để lại các cái tổn thương sẹo lõm ở trên da mà đặc biệt là những cái sẹo này lại hay rất là tập trung ở các cái khu vực mà nhìn thấy được tức là ví dụ như là ở trên mặt hoặc là ở trên tay uh, trên chân là những cái khu vực da lộ ra ngoài uh, thì đấy là cái đặc điểm ban của bệnh đậu mùa khỉ uh, và cái sẹo này có thể xử lý bằng những cái phương pháp thẩm mỹ laser để có thể làm mờ sẹo và làm đầy được các cái tổn thương đó tuy nhiên là không phải là ngay sau khi khỏi bệnh thì đã có thể xử lý cái này mà phải một vài tháng sau sau khi đã bình phục hoàn toàn thì mới tính đến những cái vấn đề xử lý bằng laser thẩm mỹ để làm giảm những cái tổn thương này ở ngoài da Vâng à, xin được cảm ơn những cái sự chia sẻ vừa rồi đến từ tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hải Ninh là trưởng khoa Nội tổng hợp đến từ bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương và hy vọng là thông qua 30 phút phát sóng vừa rồi của chương trình chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái kiến thức mới về cái căn bệnh đậu mùa khỉ này và từ đó thì chúng ta có thể là tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân cho gia đình của mình. À, cảm ơn sự đồng hành của bác sĩ với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.